mỗi anh em xem video anh em bấm giùm em một like nha. À, bên Tuấn Mô Tô là chuyên sơn sửa các loại xe gắn máy mô tô, có kênh YouTube là YouTube, Facebook và Zalo là Tuấn Mô Tô nha. Số điện thoại có hai số 0908939542 và một số là 0369669659 nha. Đó, anh em mua xe gì thì ghé ủng hộ Tuấn Mô Tô nha. Mỗi anh em xem video thì anh em bấm một like cho em, ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha, và bấm số 1 ha để Tuấn Mô Tô biết là anh em đang xem video nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô nha. Và hôm nay Tuấn Mô Tô cũng gửi lời chào hết toàn thể anh em đã xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Và hôm nay Tuấn Mô Tô mới vừa về một con xe Suzuki anh em, Suzuki GD110HU. Đó, HU110. Dòng xe này của Suzuki nha, con này thì đời nó rất là cao anh em. Đời nó là cuối 2019 luôn, con này là nguyên ring nha. Nói chung là chủ mua mới tới giờ, nói chung chủ rất là ít đi. Đó, Ido của nó thì nó rất là ít, xí nào em sẽ quay cái Ido cho anh em xem. Và con này thì còn nguyên ring 100% nha anh em. Nói trong con này thì còn mới 99,9% như xe mới anh em. Đó, con này thì anh em nhìn con này, những con trước em bán ra thì không có bằng con này. Vì con này nó quá là mới luôn, đời nó 2019 và ốc vít của nó là còn hầu như là còn như trong xe thùng anh em, mới vừa đem ra luôn. Đó, con này thì chủ mua mới, đó, chủ đập thùng mua mới luôn. Con này là Suzuki GD110HU. 110, con này là nó là màu đen, là màu đen nhám nha, nước sơn màu đen mờ chứ, quên nó lộn anh em, không gặp màu đen mờ. Con này thì nước sơn của nó nè, nhìn rất là chắc chắn luôn, nhìn chiếc xe rất là cứng nha. Xe này là còn nguyên ring 100% anh em, là trên xe là hầu như là chủ mua mới sao là này, giờ nó còn y vẹn nguyên vẹn vậy nha, chưa có thay thế, chưa có sửa chữa, chưa làm gì hết. Đó, con này thì máy móc nó cực kỳ chuẩn luôn. Đó, con này thì dòng Suzuki thì nó quá là ok. Mấy con này thì nó rất là thích hợp cho nhiều anh em nè. Đó, giống như là học sinh, sinh viên nè. Đó, anh em những người lớn tuổi nè, là anh em vẫn sử dụng đi vô tư nha. Ido của nó thì mới chạy có 6.000 cây anh em. Máy nè, khiến hậu của nó còn ring theo xe, xi nhanh rồi là còn ring hết nha. Nói chung máy em nổ lên là nó nổ như xe mới anh em. Nói chung không khác gì chiếc xe mới trong hãng vừa đem ra luôn anh em. Con này đó, nói vậy là anh em hiểu rồi. Nói chung là không khác xe gì trong hãng vừa đem ra luôn. Nguyên ring nha. Máy hầu như là em đứng bên nổ máy là không nghe tiếng máy, rất là ít, không có nghe luôn, tiếng máy rất là êm. Và con này thì thấp chứ không có cao, con này thì anh em 1m50, 1m55 là anh em đi vô tư nha, đi vô tư mấy con này. Đó, hộp số của nó thì nó là 4 số thôi, số tới rất là dễ chạy, côn tay rất là nhẹ luôn. Vì mấy xe chính hãng mà đồ ring theo xe thì nó rất là êm. Và là chính hãng, anh em nhìn máy máy này, bô ring luôn. Đó, bô ring, anh em về thích thì móc bô cho nó nổ lớn lên, nó tùy anh em thôi. Đó, anh em thấy không, con xe này khá là ring. Đó, những con xe bên Tuấn Mô Tô bán ra vừa rồi thì không bằng con xe này đâu. Nên anh em nào thích thì liên lạc, muốn tìm xe cọp, xe ring thì liên lạc cho em liền để chốt giá con này. Đó, con này thì anh em thấy không, quá là ok, garanti nổ cực kỳ nhuyễn luôn. Đồ trên xe ốc vít này còn bãi màu như mới, hầu như là trên xe là chưa có cái dấu mỡ luôn, chưa có cái dấu vạn luôn. Những nước sơn trên xe là còn nguyên ring rất là đẹp anh em. Đó, và anh em nào cần thì liên lạc cho Tuấn theo số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Hoặc anh em ghé thẳng là địa chỉ cửa hàng bên em cũng được nữa, 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hiện tại là bên em có ship xe toàn quốc luôn nha. Anh em nào ở tỉnh, anh em không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn. Đó, anh em yên tâm nha. Và xe bên em quay video là sao, là bên em ship xe y chang vậy. Vì bên em quay video là quay thực tế nha, quay thực tế nha, không có chỉnh sửa, không có ghép ảnh gì nha. Đó, anh em nhìn nè, chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới anh em. Hầu như cái cốt trước hồi xưa tới giờ là chưa có dấu vạn luôn anh em, chưa có dấu mỡ luôn nè. Đó, anh em để ý nha, cái cốt trước là chưa có cái dấu mỡ luôn, vỏ là còn ring theo xe luôn. Đó, anh em thấy không, quá ok luôn, con xe cực kỳ chuẩn. Đó, con xe này quá là dữ luôn. Những con xe trước bên em mua của khách nhưng mà không có cứng bằng con xe này. Con xe này là một chủ sử dụng đập thùng, hầu như là chủ này đi rất là kỹ nha. Hầu như em mua của chủ này lúc trước là chủ này đi rất là kỹ,
nói chung là cũng người hơi sồn sồn lớn lớn tuổi thôi, nhưng mà rất là ít đi mấy xe này đó, nên thành ra hôm nay kêu Tuấn ô tô để bán. Hôm nay em thâu được con xe này quá là đẹp luôn anh em, nó nguyên rin nha, nguyên rin 100%, bao anh em được, chưa có sửa chữa, chưa làm gì hết đó. Nên anh em nào muốn mua xe cọp thì liên lạc cho em liền để chốt giá con này. Và con này hiện tại bên em bán ra với cái giá là, anh em để ý nha, với cái giá là 23 triệu, 23 triệu, quá ok luôn anh em. Con xe nói chung không khác gì một chiếc xe hãng, nó nói vậy là anh em hiểu rồi. Và bên em có ship xe toàn quốc luôn nha, bên em có ship xe đi các tỉnh luôn, anh em ở tỉnh anh em không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn đó. Anh em chỉ cần liên lạc cho Tuấn ok, cho địa chỉ rõ ràng thì bên em sẽ ship xe về cho anh em đó. Và sau đây em sẽ tiến hành chạy thử và test máy cho anh em, và anh giới thiệu từng chi tiết cho anh em đó. Anh em nhớ đón xem hết video nha. Mỗi anh em xem video thì anh em bấm cho Tuấn Mô Tô một like nha, bấm cho Tuấn Mô Tô một like. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh đó, thì anh em bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video sau. Là một con Honda Master đó, Master màu đen, bên em mới vừa về tại cửa hàng luôn nên chưa có quay video đó. Anh em bấm đăng ký kênh giùm em để tiếp tục theo dõi video. Và mỗi anh em xem video thì anh em bấm số 1 giùm em nha, để em biết là anh em đang xem video nha. Mỗi anh em xem video anh em bấm số 1 giùm em để em biết là anh em đang xem video đó. Rồi và tiếp tục anh sẽ chạy thử giới thiệu cho anh em xem. Ok anh em, và anh em đã quay trở lại Tuấn Mô Tô. Và hôm nay Tuấn Mô Tô sẽ test tiếng máy và chạy thử cho anh em xem con xe này nha. Đó, anh em nào còn thấy ưng ý thì liên lạc cho Tuấn nha. Con xe này thì nói chung nó quấn như xe mới anh em, nó không khác gì một chiếc xe thùng, xe hãng vừa đem ra luôn. Đó, số này nhẹ lắm anh em, cực kỳ nhẹ luôn. Đó, tư thế ngồi cực kỳ thoải mái luôn, lên ga rất là giọt anh em. Đó, anh em nghe tiếng máy không, cực kỳ nhẹ nha. Phục nè, anh em nhúng nè, nó nhúng như phục xe hơi luôn anh em, không có gì nhớt nha, máy móc là nguyên riêng, không có xì nhớt, không có rỉ nhớt gì nha. Anh em để ý nha, anh em chạy thử cho anh em xem nha. Đó, anh chạy thử cho anh em xem, anh em nào cũng thấy cần ưng ý thì liên lạc liền cho Tuấn nha. Nè, anh em nhìn nè, quanh ôm cua rồi rất là khỏe nha. Rất là nhẹ nha, anh em để ý ha, rất là nhẹ. Đó, anh em thấy không? Lên ga rất là giọt luôn, tư thế chạy cực kỳ thoải mái, anh em lấy một tay nè, anh em ngồi nè, đó anh em thấy không, chạy cực kỳ thoải mái luôn. Và càng đàn xi nhanh là đầy đủ hết nha. Đó, anh em để ý ha, đầy đủ xi nhanh là vẫn còn nguyên ring nha anh em. Đó, anh em để ý ha. Đó, bây giờ thấy không, anh em thấy không, con xe quá là ok, nghe tiếng máy nổ rù 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 rù, chạy rất là ok anh em. Đó, anh em thấy không? Mình chạy tiếp một vòng để cho anh em xem nha. Và anh em nào cần ship xe thì bên em sẽ ship xe về cho anh em nha. Máy con này thì anh em không phải bạn như xe mới. Anh em thấy không? Đang chạy cực kỳ ok luôn. Đó, anh em thấy không? Quá ok. Hộp số của nó vẫn là 4 số nha. Và em sẽ tiến hành là mới giới thiệu tha sát từng chi tiết cho anh em xem đó. Anh em cũng thấy ưng ý thì liên lạc nha để chốt giá nha. Rồi ok anh em, và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu sát từng chi tiết cho anh em xem về con xe Suzuki GD110 này nha. Nó phiên bản nó là đời cuối 2019, là phiên bản đặc biệt nha anh em. Đó, anh em nào có cần thì liên lạc, con này thì nguyên riêng 100%. Và trước tiên em sẽ quay từng chi tiết xe cho anh em. Đó, con này là không có lai một món nào, món đồ nào trên xe nha. Đó, ốc vít thì xí nữa em sẽ tiếp tục giới thiệu sát cho anh em. Và em bên em thì giới thiệu video nó hơi dài hơn những anh em khác, vì bên em giới thiệu từng chi tiết nên thành ra cái video nó hơi dài nha. Nên anh em cố gắng xem hết video giùm em. Trong video là bên em có nè, giới thiệu nè, hầu như là từng chi tiết xe nè, giá thành nè, đó, giá cả nè. Nói chung là giấy tờ bên em giới thiệu rất là kỹ cho anh em. Đó, con này thì chủ đập thùng mua mới luôn anh em. Đó, anh em để ý nè. Đó, hầu như là nó còn nguyên trinh nha. Cản của nó anh em nhìn nè,
những con xe ring là nó nhìn chiếc xe nó khác liền anh em, nó rất là cứng cáp. Đó, những chiếc xe ring là nó vậy, nhìn rất là cứng cáp. Tem này của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên luôn anh em. Đó, anh em thấy không, đồ xi inox nước sơn yên này, rất là liền. Chứ còn những anh em mua những chiếc xe mà người ta gắn độ chế đồ này kia đó, là những chiếc xe đó thì không có so sánh với những chiếc xe này nha, và giá thành thì nó bán cũng không có rẻ. Đó, mà con này là xe ring đó, anh em để ý ha, nên nhìn nó khá là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn ha, cực kỳ chắc nha, phục nè, nhìn rất là mới, vỏ xe nè, nhông sên đĩa nè, mọi chắc là thứ là ok luôn. Tem của nó là Suzuki nha, dòng xe Suzuki GD110 nha, HU nha anh em để ý nha. Đó, anh em nhìn nước sơn nè, màu đen mờ, rất là chắc chắn, rất là cứng cáp chiếc xe. Đó, anh em nhìn nè, rất là mới nha, không có giống như những chiếc xe bậy bạ, những chiếc xe xấu nha, anh em để ý ha. Con này là xe quá cứng luôn, những chiếc xe như vậy đó, anh em siêu tầm những chiếc xe như vậy anh em mua, nói chung rất là khó, đó, rất là khó. Vì những chiếc xe riêng như vậy đó anh em, phần tiếp theo này, anh em thấy về máy móc, anh em thấy sạch sẽ không? Anh em nhận, đó anh em cứ để lại bình luận ở dưới, nếu như chiếc xe xấu hoặc xe này xe kia anh em cứ để lại bình luận ở dưới đó. Anh em nhìn con ốc nè, đó, em quay sát cái này, con ốc này như ốc mới luôn nha, còn hầu như là còn bảy màu nha. Em quay trong video thì nó hơi mờ đó, nhưng mà anh em ngồi thật nhìn thực tế, ngồi nhìn còn ghê lắm kìa, mới như xe mới anh em. Đó, anh em nhìn ha, xe này thì anh em đừng hỏi là máy móc làm chưa nha, đó, anh em đừng hỏi cái câu đó, vì con này nó quá dữ luôn, nó quá dữ, nó không khác gì một chiếc xe mới anh em, nên anh em đừng có hỏi cái câu đó nha. Đó, giấy tờ thì chính chủ nha anh em. Đó, anh em để ý nè, ốc vít nè, anh em nhìn ốc, con ốc nè, đó, nhìn nè, con ốc của Su á, là nó ốc nó nhìn rất là chắc chắn, rất là cứng. Đó, nó bảy màu. Đó, nhìn nè, Suzuki nè. Đó, anh em nhìn nè, có cái dấu mỡ nào không? Không, tuyệt đối không nha. Nhìn nước sơn nè, còn quẹt luôn trên xe này, trên ốc vít nè, anh em thấy không? Quá là ok luôn. Đó, những cục Su nè, anh em nhìn nè, không có một cái dấu mòn luôn. Nó như cái xe mới anh em. Đó. Về con này thì bình xăng này, đó là bình xăng 110 của dòng Su. Đó, nên con này khá là lợi xăng. Xăng con này thì anh em chạy tầm 55 cho đến 50, 50 cho đến 55 cây số một lít xăng nha, rất là lợi xăng nha. Đó là những anh em trải nghiệm tới trước, anh em cho ý kiến để em biết, đó là anh em để ý nha. Đó, bình xăng nè, đó là nguyên ring, rất là lợi xăng, tầm 50 cho đến 55 cây số một lít xăng, rất là lợi. Đó, mấy dòng Suzuki máy đứng nữa thì nó quá là bền, nó quá là ok, chạy nó rất là mạnh. Dòng xe 110 nhưng mà có thể là anh em cho ra chạy, anh em chạy lên được 110 luôn anh em. Những dòng xe chính hãng là nó vậy đó. Đó, anh em để ý ha. Đó, nhìn nè, những con ốc nè, những con ốc trên xe thì anh em đừng có nói gọi là mở chưa, mà nó quá là còn ring luôn. Đó, hộp số con này vẫn là 4 số nha, 110 nó vẫn là 4 số bình thường. Anh em nhìn này, logo nè, đó là số mo nè, là 1 2 3 4 luôn, cho là số tới luôn nha anh em, số tới luôn nha, nhưng mà nó không có dòng nha. Anh em muốn trả số thì anh em phải quay ngược lại nha. Đó, muốn về số mo là anh em phải quay ngược lại. Đó, khi anh em dậm số là số 1 2 3 4, rồi anh em muốn về mo là anh em quay ngược lại nha. Đó, dậm ngược là dậm lại, lui lại phía sau nè, là nó về mo nha, nó không có phải là số tới, là số ấy luôn nha. Đó, và mỗi anh em nào xem video thì anh em cũng thấy thích ân ý thì anh em thấy cũng video hay thì anh em ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha anh em. Đó, anh em để ý nha. Về vằn nè, bánh trước nè, cây cốt trước nè, anh em hầu chưa có một cái dấu mỡ anh em. Anh em nhìn nè, bách nè, mới như bách mới luôn anh em, nó không khác gì chiếc xe mới. Em nói là con xe này là quá dữ luôn, quá dữ anh em. Đó, quá dữ dằn con xe. Vỏ trước là còn theo xe, những cái vỏ này quá là chất lượng luôn. Đó, anh em để ý nha. Đó, rất là chất lượng. Cam niền nè, cam ring nè. Đó, anh em thấy không? Nên cái đầm này bén rạn xe ben luôn, nó không có mệt quýt xi ấy tróc gì hết trơn nha, mơ như xe mới. Đó, đèn nè, đèn trước thì bóng đèn này thì nó sáng bằng điện bình, nên anh em khỏi phải lo. Anh em ở tỉnh anh em mua mấy xe này thì anh em đi khá là ok luôn, vì nói chung là bật quá, bật đèn là nó sáng thôi. Đó, xi nhanh của nó nè, vẫn còn nguyên ring nha, sáng nè, đèn nè, đèn trước nè, sương mờ nè, đèn trước nè, là xi nhanh nè. Đó, xi nhanh trái, xi nhanh phải nè. Đó, nên ha, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì nha.
Đó, quá là ok luôn. Và xí nữa em sẽ giới thiệu tiếp trên cái đồng hồ cho anh em. Anh xem. Nè, anh em nhìn ha, gố đèn quá là mới luôn. Nói chung không khác gì một chiếc xe mới, vừa trong hãng vừa lấy ra. Nên anh em nào cần mua thì liên lạc em được chốt giá nha. Số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh nha, Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Để anh em xem xe trực tiếp nha anh em. Đó, anh em để ý ha. Nhìn nè, anh em thấy không, quá là ok luôn. Nhìn ốc vít nè, như chiếc xe mới anh em. Dây côn hồi, hồi xưa tới giờ luôn nè, của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên luôn, chưa có đồng chạm gì tới luôn. Đó. Và giá con này hiện tại bên em bán ra với giá là 23 triệu nha. 23 triệu, bên em nào cần thì liên lạc cho Tuấn nha. Hai số điện thoại là 0369 669 659 để mình để chốt giá con này. Đây đột tháng của dòng xu này, rất là cứng anh em nhìn nè. Một chiếc xe chính hãng anh em nhìn, mỗi con ốc là có một vết sơn nè, giữ lại nè. Đó, của nhà sản xuất quẹt nha. Đó, mỗi chiếc xe ring là vậy, con xe ring nè, anh em nhìn này con ốc này. Đấy, ốc này. Đó, có vết sơn hết nha. Là anh em chưa nhìn, chưa có một cái dấu mỡ nha anh em. Đó, anh em để ý nè, đó, thấy chưa? Đó, nó quá là ghê gớm, con xe này quá là chuẩn luôn. Đó, anh nhìn nè, này, có vết sơn nè. Đó, của nhà sản xuất là vẫn còn nguyên như vậy đó. Bô ring con này thì nó nổ khá là nhỏ, còn anh em nào thích nổ lớn thì anh em về bỏ cho người ta móc lên cho nó nổ lớn, hoặc anh em thay cái đít bô này cũng được nữa. Đó, để cho nó nổ lớn nha. Còn ring nó thì nó chỉ có nổ nhỏ thôi nha, nổ rù 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 rất là nhỏ nha. Đó. Vỏ xe này là vẫn còn là vỏ theo xe luôn, theo xe đó, chưa có thay vỏ luôn nha. Vỏ trước vỏ sau là vẫn theo xe luôn. Đất của nó là vẫn còn nguyên nè, đất của nó là vẫn còn nguyên. Đó, anh em để ý ha, con này thì quá ghê gớm, vỏ xe là vẫn còn theo xe luôn, là quá ghê gớm nha. Nhìn chiếc xe này rất là sạch sẽ, còn rất là mới nha, anh em để ý nha. Đó. Phục nè. Và anh em xem video thì nhớ bấm đăng ký kênh nha, để tiếp tục theo dõi video sau bên Tuấn Mô Tô nha anh em. Đó. Còn anh em nào bấm đăng ký kênh là tìm bấm like hoặc anh em chia sẻ giùm em. Và trên này thì nó cũng có chế nhiều chế độ lắm anh em. Đây là nút nút đề nè. Đây là nút đề của nó nè. Đó, nổ máy rồi anh em, bấm cái nhẹ nổ máy liền luôn á. Và đây là nút mở đèn nha. Đây là nút mở đèn và đây là nút tắt máy phụ nha, em tắt nè. Đó là nó sẽ tắt nha, bật lên là nó sẽ tắt, bật xuống là mở máy nha. Đó, anh em để ý. Và tiếp đến là đây là ổ khóa máy nè, đây là ổ khóa máy nè. Và đây trên này thì nó có đề bố bằng màu nha, và bố đèn pha luôn ở trên này luôn anh em. Này, này bố đèn pha nè, bố bằng màu và bố đèn pha nha. Còn anh em đi số bao nhiêu cho mình thì nó hiện cho mình số bấy nhiêu trên này nha, anh em để ý. Giả sử như anh em đi số 1 là nó sẽ hiện số 1 cho mình. Và đây là đồng hồ km của nó nè, em sẽ quay đồng hồ rất là tỏ cho anh em xem, là 6.312 km nha. Đó, anh em để ý nha, đồng hồ vẫn còn lên rất là chính xác luôn. Và bên này thì nút, đây là nút kèn nè, đây là nút kèn, và đây là xi nhan trái xi nhan phải nha. Đây nè, anh em nhìn đồng hồ nè, đó, đầy đủ nha. Đó, anh em để ý ha, xi nhan trái. Và đây là cốt pha lên pha súng. Đó, anh em đi ha, rất là ok. Và đồng hồ của nó thì nó có hiện số luôn cho anh em. Đó, anh em rất là dễ đi. Số thì anh em vừa dặm phía trước vừa dặm phía sau luôn. Nó cần nè, không gần map nha, không gần map nha. Đó, dặm số nè, nó hiện số cho mình đầy đủ luôn anh em. Đó, nên anh em nào lớn lớn tuổi thì anh em đi mấy con này, hoặc anh em sinh viên học sinh đồ á mà chưa có rành về mô tô thì đi con này cũng khá là ok luôn. Anh em nhìn nè, số này hiện số 1 nè. Đó, anh em thấy số 1 không? Và số 2 nè. Đó, và anh em đi số 3 thì nó về số 3 thôi. Và đi số 4 thì nó hiện số 4, rất là đơn giản. Và anh em về số thì dặm phía sau, nó sẽ về số 3 và về số 2 và về số 1. Đó, rất là đơn giản nha. Đó, lên bằng màu, nó quá là ok luôn. Và con này thì bình xăng nó thì anh em có phải nói đi, mới như cái mới anh em.
bẻ qua nha, chứ không có bẻ lên nha. Đó, đây là cái nắp nha, mở nè. Anh em nhìn nó mới nè, thấy nó nắp xăng chưa? Anh em thấy cái nắp xăng không? Trong bình xăng nè, anh em nhìn nè, không có một xíu rỉ sét nào luôn nha. Nó xăng thì vẫn có còn nhiều. Và nắp xăng nè, anh em nhìn nó mới nè. Đó, nên nó là chủ sử dụng con này khá là kỹ nè. Nó bật chặn súng thôi. Lúc chìa khóa vào đè này của đè lại. Đó, anh em thấy không? Quá là dữ dằn luôn. Và hiện tại con này thì bên em bán ra với cái giá là 23 triệu. Đó, anh em nào cũng thấy ưng ý thì liên lạc cho Tuấn để chốt giá con này. Và anh em xem video xong thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video sau, là một con Honda Master 2 màu đen, biển số thành phố. Video sau em sẽ giới thiệu cho anh em. Đó, video sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy không? Quá là ưng ý con xe luôn. Rồi, về video này thì cũng đã dài rồi, và em sẽ ngưng cái video này và hẹn gặp lại anh em video sau nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.